Lao chả tả van sikama tầm non so in itali come si chiama cinquanta chili allora perché qualche pezzettino sono turisti beh. Sì dai khó mặt người nổi tiếng là sao vàng khách nó không có chương trình vào đây Evota Hombre Lopere Benvenuti in ospedale, veni lavoro? Cô lông hoàng cái này, hoàng cái máy, chả thật mạng cái quầy. Đội này nhiều thế, hello. Ô, bạn đẹp thế. Yeah. But it's really hard to go there inside. It's quite hard. Beautiful day. Oh. Bây giờ không ăn. À, cà phê. Mình cà phê ăn thế nào không? Paura. Contro il sole. Vedi bello il foto così con finetta lì, no? Bagnare. Yeah. Ah, đẹp quá. Lần sau cháu sẽ cho nhóm chụp ảnh vào đây nhá. Chụp ảnh cô xong trả tiền cô nhá. Ừ. Đẹp lắm đấy, cô đẹp lắm đấy. Cháu lấy mẫu. Lấy mẫu đẹp à. Bà nhà đây. Cái cô tập phòi. Đây. À. À, mình đến tao trong. Đi tao chán ở miền đó chán rồi. Ôi giời. Sì, sì, c'è, qui adesso moderno. No, ma è accendo qui a fare, come fai lo che non ci può stare. Peperoncino. Carne seccare. E vuoi bollire? Prendono questa acqua per lavare. Molto bene come sapore. Quindi ecco per lavare, ma non. Người đẹp nhất ở gì nhỉ? Xấu nhất. Đây là ở đâu nhỉ? Quên rồi. Người đẹp nhất. Hai con. Vui vẻ
delle tombe? Ora perché non lo vedi, perché devono ancora piantarlo. Poi dopo... Ah, sono tanto mai. Như chuột đấy nhỉ. Nó bảo toàn những cái nó chưa thích. Nó bảo toàn những đồ nó chả thích. Nó bảo nó không dùng được. Non c'è nessuno. Vai a scuola. Spocco come bufalo. Bán hàng à, chào hai chị. Hai chị giấy và mông. Nửa giấy nửa mông. Chị này mông. Mông 90%. À, bị đau à? Chào cô. Hoa đẹp quá. Ecco perché sei. Sì, vivo morto. Chitarra. E com'è? Cioè... Com'è? Mette in mano. Oh, kick. Com'è? Bello? Bellissimo qua, vero? Ah? Contadini. Panorama di Sapa. Hello, hello. My room, but so today we can upgrade for you like gì đấy? Hả? À? Đi là perché lui preferisce fare così? Lui lavoro, quindi non può stare. Avanti, ti faccio una cosa difficile. No, qua. Il vento? No, sì, vento. Hai un c'è che ne hai farà? Này lo chảy thì đi mua nhồi mông đi. Quế sổ ên niềm mông nè rì. Xin chào. Adesso diventa la guida. Vai va. Quế sổ tu hết. Thế tổng số là bao nhiêu lần thì được? Nó mà cái này khả năng lâu lắm một tháng mới được ấy. Một tháng mới được.
Bà đâu rồi? Người Mông, bản Mông đen, Tả Van nhá, 105 tuổi nhá. Cụ vẫn làm việc bình thường. Lâu lắm rồi không được chụp ảnh cụ. Các bà, ông cháu, luôn luôn 105 tuổi nhá, cả nhà nhá. 105 tuổi. Ôi, nhiều tuổi hơn cả bác Hồ rồi. Nhiều hơn cả tuổi bác Hồ rồi. Nhiều hơn tuổi bác Hồ đấy. Nhiều hơn tuổi cả bác Giáp ấy. Cercato di dire che non so cosa c'è qui, né? Andate pure. Stai sempre a sedere qua. Non viene, viene nera. Nera sedere qua. Cosa? Mm. Quá. Chị cá lửa. Lấy tỉnh nhà. Bà lấy tỉnh nhà. Một trăm lẻ năm tuổi. Khỏe. Bà có bao giờ uống bia rượu không? Có. Có à? Bây giờ còn uống rượu không? Ừ. Rượu có uống không? Rượu ngô ấy. Không ống đấy. Không à? Nặng quá à? Nặng không ống. Nặng không quá. Ồ, lâu lắm rồi cháu mới chụp ảnh bà. Lâu lâu đây. À. Lâu lâu đây. Lùa lùa. Ôi trầu, ôi trầu. Lâu lâu. Senti che ti dice? No, muốn đi thăm đường tắt à? Con trâu đẹp thế. Hôm nay nó không mua. À, hôm nay có mua rồi sao? Hai bà đi rồi sao? Hả? À, bao nhiêu khách thì bao nhiêu đủ? Vieni niente. Qua, vieni qua, fa più bella di qua, sì, c'è campo dietro. Ma poi gli piace lui con la maglietta del sì. Viaggio. Sì. Credo ciò con me. Ciao. Non è venuto niente di bello. Vado via. Hey. Sí. Việt Nam ơi. Antonio, quel ponte lì va bene per te. Cầu Tả Van. Ôi giời, đứng từ xa lại tưởng là anh bộ đội cơ. Ừ. Xin chào nhá. Quindici. Adesso governo vietato. Sì, quella. Em mấy tuổi rồi? 24 rồi à? Mấy đứa? Hai đứa. 24 anni.
d'accordo. Giusto. Bene. Sì? Il primo uomo che vedo lavorare. Insomma, chưa lấy chồng à? Lấy rồi à? Sì, cosa? Mỗi đứa được lấy một cái. Ok. Ok. Okay. To lên nào. Lấy cosa fa invece? Thank you, lấy đây tổ. Hello. Ô, mama có kẹo hay kem? Kem hay là kẹo? Kẹo. Kem à? Kẹo. Ừ. Kẹo à? Sì. Dove siamo? Siamo in villaggio di Lao Chai e stiamo andando al villaggio di Tavan. Bán hàng à? Cà phê view. Bán lục quá. Very nice. Nhà này như kiểu của họa sĩ á. Cái này là giám giáo. Giám giáo. Đây nhiều người sinh đấy, bản người Mông có khác nhỉ? Bản người Mông có khác. Hello, cái nhà giao gì á? Hello. Đang đi xin mà. Anh ơi, sacchetti di plastica? Sì. Sacchetti di plastica da tutte le parti. Anche sta là tutto bello. Bellissima, giusto. Tặng em một cái bút. Bút. Grazie.
Anche cane vuole. Ciao. Fai foto lei da qua dietro, buio, bellissima da qua. Nhìn bà cho bà chụp kìa. Nhìn bà kìa. Tình bò rồi về đi. Nhìn đây bác nhà kìa. Xinh nha. Học lớp mấy rồi? Lớp 3. Lớp 7 á? Lớp 3. Lớp 3 à? Bello, 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 bello. Mangia, mangia. Sono troppo alto. Adesso Dan lavora un penna. Sì, io. Beh, dung là, bacio che butto. Sono pronta. Lì c'è abituata a farsi fare. Dai, ngồi cạnh em. Ngồi xuống. Bellissimo. Vicino lui per la penna, se no darà la sorella. Oh, bebè, bye bye. Bye bye. Bye bye. Ok, bây giờ ngoái cầm tay thế, ngoái mặt lại nhìn em bé. Nhìn em bé thế, nói chuyện với nó. Nhìn em bé. Thế, đúng rồi, hỏi chuyện nó. Cái gì phải photo cái gì? Quanto tempo la bimbina lì? Quanti mesi ha? Bé được mấy tuần tuổi rồi? 8 tháng. 8 tháng. Ôi, yêu thế. Méo méo méo. Bellissima qua hả? Non c'è neanche. Ma noi in video abbiamo visto solo quello del primo giorno. Ah, adesso lo... Bé có cái đồ ăn là bé không khóc nữa rồi. Hello bé. Hello bé, bé đang thích nhìn con trâu. Hello. Cảm ơn nha. Ciao ciao. Hello. You from America? America, yeah. Yeah, welcome. Okay. Hello. Hello. Questi mi chiamano il mio padre. Mệt quá à? Không đi nổi à? Mệt à? Mệt à.
Hai visto lo bevono quella acqua. Benvenuti. Hello, where you come from? Where you from? What I'm from Hanoi. I'm from Sapa. You from Sapa? Lua lua. Lua lua. Chào chào. Cú nhà cò, cú nhà cò. Cò nhà cú. Cò nhà cú. Cú chỉ nhà cò. I don't like. Cú gì? I don't like you. Cú gì? I don't like you. Cú chỉ nhà cò. Cú chỉ nhà cò à? Cú chỉ nhà cò. I like you is cú nhà cò. Cú nhà cò. Cú chỉ nhà cò, cú chỉ nhà cú. Cú nhà cò. Bạn à. Ngủ không? Vâng. Hả? Có ngủ không? Chưa ngủ, ngày nay cũng không. Vai pezzettino. Ma tanto basta vedere un pezzetto, sarà tutto uguale. Allora, torniamo indietro, se tutto così. Sarà tutto uguale. Allora cerchiamo un boa. Boa, sì. Boa grande. Ma molto grande. C'è buco di boa. Vuoi andare ancora? No, tanto è poco sentiero. Quanti piante? Conta quanti piante ci sono? Un miliardo. Miliardo? Bên phải bên trái tốt hơn. Có đủ sữa không? Sì, sì. Sì, sì. Io visto lei va avanti seduti da lei. Poi quando noi andare lei mette dietro, ricordi? Sì, ma non l'avevo vista quando stava andando. E lui ha fatto foto. Ok, ci sono. Ci sono, ma crescendo di uno. Ok, okay. Preferisco. Sì. Essere sicura. Allora, siamo in foresta di bambù in Zhangtacha. Zhangtacha. Fortuna così c'è sole. Bella qua, eh? Molto. Molto bella. Toccato? No, Gemmi è più pericoloso. Per i Gemmi c'è, ci sono tanti coda. Queste sono cicale. Tipo questo. Sì. Mamma mia. Aspetta, c'è la lasciamo una scarpa. Si è slasciata. Eccoci. Bueno.
15 anni fa siamo passati là. Andiamo a attraversare il fiume. Vuoi? Come il ponte di nuvola si chiama. Thôi thả cho nó đi. Hả? Thả cho nó sống như khổ thân nó. Bây giờ ai mà trói mình vào á. Ôi dồi ôi, vặt hết cả chân nó rồi. Con ấy gọi là con gì? Tên nó là con gì? Thôi thả nó đi. Tháo dây rồi thả đi. Chưa chắc nó đã sống được, nhưng mà mình giữ là mai là nó chết. Thương nó thế. Bây giờ ai mà trói mình vào vặt chân mình thì thôi mình cũng tèo luôn. Thôi thả đi. Thật thả cho nó đi. Hả? Nào, đấy, đúng rồi, làm một việc anh Dũng. Anh Dũng, đúng rồi, chuẩn lắm, là một người tốt. Tháo nhẹ khỏi nó đau. Thế, đúng rồi. Cho nó bay cứu sống nó nào. Tung cao lên. Tung cao lên là nó bay đấy. Úi dồi, khổ thân nó. Tung mạnh lên cao trên đỉnh đầu ấy. Lại gặp rồi. Về đây là. Ma che si vede? Siêu phết nhỉ.
Không cứng không lấy tiền. Ồ, siêu phết nhỉ. Natora quello è mia. Questo è grosso. E qua. €15 €350 italiane tutte.
Sì, sì, sono ancora più che te. Ma io sono già. Mio figlio sempre mangiare. Se le mangio, i bimbi piccoli fanno così. Sì. Per maiale? No. Sta arrabbiato con te, eh? Ma sono piccini però. Sì, piccolo. Questo sa un anno o due anni, eh? Anche lei, eh? Anche lei. E qua. Bellissima. È la cosa più bella del mondo. Sono già arrivato, ciao, butta. Ui, cháu mấy tuổi rồi? 8 tuổi. 8 tuổi, em được bao nhiêu tuổi rồi? 1 tuổi mấy. 2 tuổi chưa? Được 3 tuổi. 3 tuổi, cháu đi học không? Có. Lớp mấy rồi? Lớp 2 tuổi. Lớp 2 tuổi hả? Lớp 2 tuổi. Lấy cái ô tô ăn đi. Để nào lấy bút thì đi xuống xe cô ấy cho nhá. Đâu rồi bảo bé. Thank you.
Thank you.
Thank you.